Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật khách mời đặc biệt, một gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước, Ốc Thanh Vân. Xin chào Ốc Thanh Vân, cảm xúc của chị ra sao trong lần ra Hà Nội này? Xin chào Minh Ngọc và Ốc Thanh Vân, xin chào quý vị khán giả. Hà Nội đã trở thành một nơi quá là thân thuộc với Vân rồi, bởi vì gần như là mình di chuyển liên tục suốt vài tháng qua, là cứ coi như là tháng nào cũng phải ra Hà Nội. Mẹ Ốc có thể chia sẻ một chút về tổ ấm hiện nay của chị được không ạ? Tổ ấm của mẹ Ốc bây giờ đông lắm. Nhân khẩu rất là đông và số hộ khẩu lại thêm một trang nữa. Nói vui vậy thôi, nhưng mà thực sự là nhà Vân bây giờ giống y như một cái nhà trẻ. Vân chỉ mong rằng là ngày nào mình cũng có thể được trở về với mái nhà của mình như vậy và được vui với niềm vui đơn giản của một người mẹ. Như chị đã chia sẻ thì một trong những mối quan tâm lo lắng hiện nay của các bà mẹ là chế độ dinh dưỡng cho các con. Vậy thì không biết là Ốc Thanh Vân có những chế độ chăm sóc đặc biệt gì dành cho các bé của nhà mình nhỉ? Vân cũng giống như mọi bà mẹ khác là luôn luôn phải tìm những cái giải pháp nào tốt nhất để có thể chăm sóc về dinh dưỡng cho con mình. Thì bé lớn ở nhà của Vân là bé hơn 4 tuổi rồi. Và ở tuổi này đúng ra là bé phải ăn rất là nhiều nhưng mà thật sự là rất là lười ăn. Đến bé thứ hai. Bé thứ hai nhà Vân á, cô con gái của Vân á thì rất là dễ. Cái gì cũng có thể ăn được hết. Nhưng mà giai đoạn sau này thì bé gặp rất là nhiều vấn đề. Thời gian qua thì có lúc đề kháng không được tốt và bé bị sốt siêu vi. Vừa hết sốt siêu vi thì chuyển qua là cứ táo bón liên tục, làm cho mình rất là lo lắng. Mà rõ ràng con cũng uống nước, cũng ăn rau đầy đủ mà tại sao vẫn táo bón? Có thể một phần là do cơ địa của con, và một phần tôi nghĩ là có thể là những cái chất dinh dưỡng mà con nạp vào có thể một cái thành phần nào đó nó không được đào thải ra, cho nên là mới gây nên cái tình trạng táo bón như vậy. Chính vì điều đó cho nên là Vân lại phải quan tâm đến một cái chuyện khác nữa. Bây giờ hai bé thì phải uống sữa rất là nhiều, mà bây giờ thường thì mà Ngọc cũng biết, chắc Ngọc cũng có bé, Ngọc cũng biết đúng không? Khi một số loại sữa có rất là nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của bé nhưng mà lại làm cho con mình bị táo bón. Thành ra là cái tình trạng này sẽ làm cho mình lo lắng rất là nhiều, cho nên Vân cũng quan tâm đến cái sữa nào đó để giúp cho con gái mình không có bị tình trạng này. Thì vừa qua Vân cũng có tìm được một số những cái sản phẩm mình thấy rất là tốt, và những cái sản phẩm ấy đều là từ Hàn Quốc. Không biết là có phải có duyên với đất nước này hay không, nhưng mà vừa rồi nè, thấy thuốc bổ mình mua một cái loại nhập khẩu của Hàn Quốc cũng rất là tốt, và bé tăng trưởng cũng rất là làm cho mình rất là yên tâm. Rồi vừa rồi thì Vân cũng có biết đến một loại sữa Grand Noble. Đây là một loại sữa từ tập đoàn Lotte. Thì tập đoàn Lotte thực sự đã rất là nổi tiếng rồi với những sản phẩm rất là chất lượng dành cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Vân cũng hay tìm đến. Đến khi mà Vân thử cho bé dùng sữa này thì mình thấy cũng có rất là nhiều cái hay mà Vân có thể chia sẻ cùng các mẹ. Ở trong sữa Grand Noble có cái thành phần mà Vân thấy tốt cho sự tăng trưởng này, đạm whey này, rất là quan trọng. Một thành phần nữa đó là canxi. Nhiều mẹ thì chỉ nghĩ rằng là cái lượng canxi ở trong một hộp sữa, nếu mà cái tỷ lệ nó cao thì ý như rằng con mình sẽ cao. Nhưng mà Vân nghĩ rằng đúng rồi, cái tỷ lệ canxi nó không quan trọng bằng cái tỷ lệ canxi phốt pho. Các mẹ lưu ý cái điều này hơn. Không phải là canxi nhiều thì sẽ tốt cho sự tăng trưởng và chiều cao của bé, mà canxi phốt pho có tỷ lệ như thế nào thì mới quyết định được cái việc là đứa trẻ khi mà uống một cốc sữa thì bé sẽ hấp thu được cái lượng canxi là bao nhiêu. Rồi DHA từ tảo cũng là một cái thành phần mà Vân thấy rằng là rất là an toàn. Và một cái quan trọng nữa mà mình thấy cũng rất là hay, có nhiều loại sữa khác thì không có, đó là vitamin C. Nếu mà vừa cao mà da con vừa đẹp nữa thì phải nói là mẹ cũng rất là yên tâm. Vân cũng thấy rằng là có một cái điều mình thấy cũng khá là thú vị, đó là DHA trong loại sữa này là được chiết xuất từ tảo, cũng rất là an toàn với nguồn gốc tự nhiên như vậy. Ngoài ra thì một thông tin nữa mà Vân cũng mới được cập nhật, đó là cái công nghệ sấy khô khi mà họ sản xuất sữa này làm cho sữa giữ được những cái vi khuẩn mà có lợi và giảm tối đa được cái sự biến chất của các thành phần trong sữa. Có nghĩa là bao nhiêu đó cũng đủ thấy rằng là đây cũng là một trong những cái sản phẩm nó có thể là đem lại nhiều cái sự yên tâm cho bà mẹ khi mà dùng cho con mình. Thì Vân cũng mới thử thôi thì mình thấy rằng là sau một thời gian thì thấy bé tăng trưởng cũng tốt nè, mà cái quan trọng mình rất là lo lắng là không bị táo bón.
Nói chung con ăn ngoan ngủ ngoan thì không có mẹ nào mà không mong muốn điều đó, và Vân nghĩ rằng là Vân sẽ chia sẻ cái bí kíp này với nhiều bà mẹ khác nữa. Vậy thì sau khi sử dụng sản phẩm Grenoble thì các bé có thay đổi như thế nào? Nhiều cái điều mà mình thấy rất là vui khi mà thấy rõ ràng là chỉ một thời gian ngắn thôi mà thấy được cái sự thay đổi. Thứ nhất là bé, con gái của Vân á, là bé đỡ bị táo bón rồi, trời, rất là mừng luôn. Bởi vì thực sự là mỗi lần mà con ăn xong, bú xong mà con cứ bị như vậy thì thật sự là mẹ rất là xót. Thì khi thấy bé tiêu hóa tốt hơn là yên tâm thở phào rồi. Chắc là có thể là sản phẩm này rất là phù hợp cho cơ địa của con gái Vân. Rồi khi mà đỡ được cái tình trạng táo bón á, thì bé ăn cũng nhiều hơn, uống sữa nhiều hơn, ngủ ngoan hơn. Chỉ cần như vậy thôi là mẹ ốc thấy rất là yên tâm rồi. Và mặc dù là bé Cola với lại bé Coca, con trai đầu của Vân, là hai bé chênh nhau là 22 tháng, nhưng mà Vân nghĩ là với cái đà tăng trưởng này thì có thể là con gái sẽ có thể gần gần cao bằng anh hai thì sao, hy vọng là như vậy. Nhắc đến ốc Thanh Vân, có lẽ ít khán giả nào lại không biết tới gương mặt nghệ sĩ đa tài này. Chiếm được sự thương mến của khán giả của cả hai miền Nam Bắc, nhưng không dừng lại ở đó, ốc Thanh Vân vẫn hàng ngày hàng giờ cháy hết mình cho công việc. Cô cũng sở hữu mái ấm gia đình hạnh phúc và được bạn bè trong giới nghệ sĩ dành cho những danh từ trìu mến, bà mẹ đảm đang. Đối với ốc Thanh Vân, chăm sóc gia đình cũng là niềm đam mê. Và như nhiều bà mẹ khác, ốc luôn luôn tìm tới những giải pháp tốt nhất cho bé yêu của mình. Ốc Thanh Vân cũng tự hào khi có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ. Ốc Thanh Vân có thể chia sẻ một số kinh nghiệm lựa chọn sữa công thức, một thực phẩm thiết yếu cho trẻ với các bà mẹ, các gia đình có con nhỏ như sau. Nên lựa chọn sữa có hạn sử dụng được khắc đáy lon, không phải dạng in, bởi hình thức hạn sử dụng được khắc không thể xóa hay làm giả, giúp các bà mẹ yên tâm sử dụng cho con yêu của mình. Nên sử dụng sữa mát sẽ giúp cho bé tiêu hóa tốt và không bị táo bón. Sữa mát có thể nhận biết bằng một số cảm quan thông thường, đó là khả năng hòa tan nhanh và không bị bón cục. Nên lựa chọn sữa được sản xuất theo công nghệ MSD, viết tắt là Multi Stage Dryer, có nghĩa là công nghệ sấy khô nhiều giai đoạn và ở nhiệt độ trung bình. Đây là công nghệ được chứng minh giữ nguyên tốt nhất các thành phần dinh dưỡng. Hiện nay, các nhà khoa học đã chiết xuất thành công DHA từ thực vật và được đánh giá an toàn hơn so với động vật. Đây cũng là yếu tố các bà mẹ có thể lưu tâm. Ngoài ra, không nên lựa chọn sữa có vị quá ngọt, nên lựa chọn sữa có vị thanh nhạt. Ốc Thanh Vân cũng bật mí, hiện nay sản phẩm mà cô lựa chọn đó là Grenoble của tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Trên đây là một số kiến thức kinh nghiệm mà ốc Thanh Vân gửi tới các chị em phụ nữ, các gia đình đang có con nhỏ. Song hành với việc lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm cộng với ý kiến của các chuyên gia, các gia đình nên có đánh giá và thử nghiệm để tìm ra được những bí quyết giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhất cho trẻ nhỏ, bởi trẻ nhỏ chính là hạnh phúc và niềm hy vọng của các gia đình. Và ốc Thanh Vân có lời khuyên gì cho các bà mẹ khi chăm sóc con không ạ? Vân nghĩ rằng là nếu mà nói là lời khuyên dành cho các bà mẹ chắc mình nói nhiều lắm, không thể hết nổi. Bởi vì các bà mẹ khi mà chăm sóc con nhỏ thì thực sự chúng ta phải cập nhật rất là nhiều, cho nên lúc nào mình cũng phải là những bà mẹ thông minh để có thể chọn lọc những cái thông tin nào là đúng nhất và những cái sản phẩm nào là tốt nhất cho con mình. Với cái thời buổi hiện đại ngày nay thì các mẹ có rất là nhiều sự lựa chọn, thì Vân cũng mong là các mẹ cũng sẽ tìm hiểu thật là kỹ. Giống như Vân cũng vậy, Vân hay quan tâm rất là nhiều đến những cái thành phần trong những cái sản phẩm mà mình đem về cho con mình, chứ không có vội vàng chỉ nghe ở đâu đó rồi áp dụng cho con. Và khi mà mình chọn lựa được những cái sản phẩm tốt như vậy thì rõ ràng là cái việc chăm con nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi giai đoạn, mỗi lứa tuổi, các bé lại có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, các mẹ có thể dành thời gian để tìm hiểu những lựa chọn phù hợp nhất đối với con của mình. Thông qua chương trình ngày hôm nay cũng như thông qua chia sẻ của mẹ ốc Thanh Vân thì Minh Ngọc hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm được những kiến thức về chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc con nhỏ. Và cảm ơn chị ốc Thanh Vân về những chia sẻ của chị. Mong chị sẽ luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.